tháng này chúng tôi sẽ chơi một trò chơi có tên là bịt mắt ăn bánh bông lan. Đấy, các bạn thấy ở đây tôi đã chuẩn bị rất là nhiều bánh bông lan, là không phải nhiều mà là rất là ít, cùng với lại tương ớt chin su, kem đánh răng PS và một cái khăn trải bàn. À không, đây là một cái khăn bịt mắt. Bây giờ sẽ chơi kiểu công bằng, anh đến em đến anh, tức là theo vòng, không cần xù xì nhất bét gì cả, theo vòng cứ mỗi thằng một lần. Thằng bịt mắt thì sẽ phải chọn 1, 2, 3, 4 cái bánh này, còn thằng không bịt mắt thì sẽ cho tương ớt chin su và kem đánh răng vào trong hai cái bánh, còn chừa lại hai cái không cho gì. Đấy, và đổi vị trí đi. Thằng bịt mắt thì sẽ phải chọn nhé, 1, 2, 3, 4. Đấy, ok, không giải thích dài dòng liên thuyên nữa, thì bây giờ xù xì cái nhỉ, để làm phát chốt. Ok, xem theo vòng luôn nhá. Rồi, anh biết chú sẽ ra cái gì. Ok, 1, 2, 3. Mê mãi. Đeo nào. Ừ, chơi đeo mà thằng nào tí hí nào có đó. Tú biết đó là gì không? Là chó. Đúng rồi, đó là chó, tí hí nằm đó. Đúng rồi. Có nhìn thấy gì không? Không. Không nhìn thấy gì đúng không? Ok, bây giờ anh cho chú ăn món mới. Một. Hai đấy. Hai. Rồi. Bây giờ là không được cởi ra. Sờ tay chọn. Sờ tay chọn nhá. Đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn. Tôi chọn cái nào? Chọn cái nào? Anh cho chú cầm luôn. Chọn cái nào? Chọn cái nào? Thứ hai đúng không? Chắc chưa? Chắc rồi đúng không? Ok, cái thứ hai. Đây. Quẩn luôn. Thôi xong. Ok, ăn đi, tương ớt mà đấy. Hàng ngon của chú. Ngon. Ngon đúng không? Ngon đấy đúng không? Đúng rồi. Pê không? Ngon. Ngon đúng không? Đây, đây, ăn đi, đưa anh cái này để anh nhìn mắt. Rồi, đấy. Chú bóc bánh bông lan, chú cho thêm vào đi. Nghĩ nhá. Ừ, chọn cái nào bóc luôn nhá. Không phải nói nữa, bây giờ cứ sờ tay chọn đến 1, 2, 3, 4 xong rồi bóc luôn. Rồi, còn lại à. Đổi chưa? Thôi. Một. Rồi, để nguyên anh cầm món này đây. Từ em để đi ạ. Rồi. Một. Hai. Ba. Bốn. Cái thứ bốn, cái thứ bốn, cái thứ bốn, cầm bốn. Không có cái gì cả. Úi dồi, ngon. Úi dồi, ngon. Ngon. Trời này khó phết đấy. Khó phết đấy. Không phải dư dạn đâu. Cố tôi đã đỏ mặt. Ok. Ok. Cứ bình tĩnh. Đà đà đà. Chọn vào bốc nha. Ok. 1 2 3 4. Chọn cái nào? Nào. Cái này đúng không? Đúng không? Đấy, chú ăn đi. Cứ bình tĩnh. Món gà thì món mới. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi, ngon đấy. Ngon đâu? Ngon bằng tương ớt không? Tôi so đến các bạn là tôi rất là buồn cười. Nên là có thể các bạn sẽ khó chịu với cái tiếng cười của tôi. Nhưng mà thật sự tôi rất là buồn cười. Thấy không? Ngon đúng không? Ngon mà rồi. Bánh kem đánh răng nhân tước ngon hơn bông lan bình thường, đặc biệt mà đặc biệt đấy. Ok, bây giờ lại đến tôi này, chú bóc ra. Tôi nghĩ là kiểu gì cũng dính thôi, thằng nào tí hí là con đóc. Ok, cứ tí hí là con đóc. Được chưa? Đủ chưa? Thôi. Thôi, hai đâu? Một này, hai, ba, bốn. Từ từ. Bốn, 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 bốn. Ôi, đỡ vợ. Ông mà từ từ mà. Thôi thôi. À đâu, cái thứ bốn đây mà. Cái thứ bốn là cái này. Còn đây là cái thứ nhất. Đúng không? Chuẩn rồi.
tức là 1, 2, 3, 4 xít nữa thì nó bảo ngày thứ nhất thì ăn xít. Ngon. Chơi về tôi bịt mắt mà. Ngon. Cầm luôn con mồm. Bây giờ cầm luôn con mồm nha. Ok. Chọn cái nào này, cầm cái chọn cái này nha, cầm luôn đút mồm không được cởi mắt ra. Số anh đỏ đúng không? Dạ. Đỏ hả? Vẫn phòng như thế này. Từ từ. Từ từ. Hàng này khó quá nhỉ. Rồi, chọn cầm luôn. Cái thứ nhất này. Đây, cầm luôn, cầm luôn. Đây, đây. Cầm, cầm. Cái gì đâu, cái gì đâu à? Về đúng không? Sao anh? Té re, té tỏng đến nơi rồi. Đây, bóp tiếp cái thứ hai. Ăn đi, ăn đi. Ăn xong thì uống nước. Thằng nào nhá mà chịu thua phải gọi thằng kia bằng cụ. Ôi. Anh ấy làm gì? Anh từ nãy giờ chưa được phát nào đâu. Chú cố gắng cho anh được một phát để cho tọa nguyện được không? Đúng, nãy giờ được 3-4 phát rồi. Nuốt hết. Đừng 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 hồi nguyên hồi nguyên hồi nguyên đây anh khuyến mãi chú chai nước chú nuốt hết đi anh cho chú uống nước nuốt hết đi cố đi nào anh mà chú bảo với anh là ngon lắm mà ừ ngon với ngon lắm lắm đúng không đây cho tí nước há mồm ra tu tu vậy bẩn hết tí anh không uống được đúng rồi uống đi nuốt 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 nào quay ra giữa màn hình cho các bạn nhìn cái mặt đấy đúng rồi phê không một hai ba bốn cái thứ ba bóc lên luôn. Không giòn nữa, ngon. Ngon. Tôm nó uống nước rồi đấy. Tùy nhiên có. Tùy nhiên có. Ok. Bất tử nhiên mua lại đi. Đúng rồi. Rồi, nguyên. Bất tử nhiên mua lại chứ. Bất tử nhiên mua lại chơi vậy đúng không? Chuẩn rồi, chả ai chơi thế làm gì cả. Cố gắng mà phục thù anh đi. Có chơi được không? Ở chơi bất thế hơn ai thua bằng cụ. Đúng rồi, ai mà chơi bẩn gọi bằng cụ. À không, chơi thua. Chơi thua mà không chơi nữa gọi bằng cụ. Ok. Từ từ, anh đang đổi, chú cũng bình tĩnh. Cầm mắt cho mồm ăn luôn. Không được nhìn đâu. Bắt đầu nhá, đếm này. 1 2 3 4 cam. Đây 4 ok đây đây đây. Rồi. Đút mồm ăn luôn. Chết mẹ rồi. Ăn luôn, ăn luôn. Còn đâu? Mọi người thôi mà cứ đi rồi chúng ta nhà thì chú mày đấy. Nước đây, nước đây, nước đây, từ 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 từ, nước đây.
Không chưa? Nhưng mà chú có đi cứ ngủ ở nhà thì chú có thu không? Ok. Có thu không? Có. Anh làm thu làm gì? Có. Nghe. Đây từ từ anh vừa ngủ. Chú cứ để. Này các bạn thấy cô này rất chơi chơi rất là bẩn. Nè hết cả ra nhà. Quá bẩn. Bẩn quá. Ui giời ơi. Thế này thì làm sao mà chịu được? Sao mà chịu được? Chơi bẩn thế. Nhìn nó nhủ kìa. Anh chơi bẩn em nhá, bốn cái nhá, soi em chơi anh nữa.